Đây là bé gạo ăn kem nhá. Bé gạo ăn kem, con vịt con ăn kem này. Đó. Em bé gạo ăn miếng kem này thế nào nào? Bé gạo định làm gì đây? À, bé gạo bé ra. À. Bé gạo khi quay video là bé gạo không cắn nữa, là bé gạo xấu hổ này. Bé gạo này lại điệu đà này rồi này. Đó. Còn nó nằm tắt video đi là bé gạo ngon 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 ngon. À, bắt đầu nào, xem bé gạo làm gì nào. À, bé gạo làm gì đây? À, bé gạo. Bé gạo ăn đi. Nào, ăn đi nào. Ăn một lớp kem, ăn một lớp lớp ấy. À, bé gạo ăn một lần ăn kem, một lần ăn vỏ. Bây giờ bé lượt ăn cái gì nào? Bây giờ bé lượt ăn gì nào? À, quên à. Vừa nãy ăn vỏ rồi mà. À, bé gạo cho nhá. Đúng rồi, bé gạo cho phần nhá. À, đúng rồi. Bé gạo thấy ô tô, bé gạo thích ô tô. Bé gạo lần đầu được ra phố nên là lạ. Bé gạo ăn kem này. À, bé gạo thấy cái gì đấy? Cái gì ta? Hàn phun. Bé gạo thấy hàn phun nên là bé gạo nhìn. Nào, ăn đi nào. Ngon 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 ngon. Bé gạo cái gì á? Đúng. Ăn đi.